vắng hả? Bình thường con đường này đông lắm đấy. Nghỉ lễ Trung Thu với Quốc Khánh ấy là vắng, vắng hẳn luôn. Bình thường ở chỗ này là hay tụ tập, tập múa, tập các thứ công viên. Đường Hà Nội nay vắng hẳn các bạn. Đi thông thoáng luôn. Đường Nguyễn Chí Thanh con đường khá đông đúc. Đường vắng hơn mọi ngày các bạn. Mùa Trung Thu là bán bánh Trung Thu khắp nơi, bánh Kinh Đô. Đây cũng là một đoạn đường bình thường siêu tắc luôn, này đi thông thoáng người luôn. Đây có mấy chỗ bán bánh Trung Thu nhưng mà dựng lên chưa thấy bán các bạn nhé, chắc là bán người ta về quê hết rồi, người ta cũng không bán nữa. Đường Hà Nội này đi dạo phố mùng 1 tháng 9 vắng lắm các bạn ạ. Đường vắng rộng thênh thang luôn. Đây, một con đường vắng tanh các bạn. Về nghỉ lễ có những người còn đi làm ở trên đây thì đường lại vắng, đi chơi tối thoải mái. Đường quê khi giờ đông nghịt rồi, đường quê giờ chắc đông lắm, mọi người thi nhau về. Đoạn đường này thì vắng mà hai bên đường người dân người ta thắp đèn để trồng hoa đẹp cho các bạn này. Đường rất vắng luôn. Ruộng hoa thắp đèn rất đẹp. Tuyệt vời.